Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip như thường lệ, tôi xin được gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Nguyễn Hà Văn, anh em Phạm Tuấn Anh, anh em Nguyễn Văn Tuấn, anh em Minh Quang, anh em Đức Anh, anh em Nguyễn Tân Phát, anh em Ken Sin và cuối cùng là anh em Đạt Phạm. Cảm ơn toàn thể các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn toàn thể các anh em rất nhiều. Đùa chứ, Fortuner Teller lên 2 sao anh em ạ, à. Dã man, anh em biết tôi mua Fortuner Teller để làm gì không? Đơn giản là Eco. Tôi mua con Fortuner Teller để Eco. Và rồi nó cho tôi lên 2 sao anh em ạ, à. Dã man, nhưng mà tất nhiên là tôi sẽ bỏ qua, tôi không mua con này lên 2 sao. Bởi vì tôi xác định là tôi Eco mà. Chả nhẽ lại Eco với một cái con Fortuner Teller 2 sao thì nó lại buồn cười. À úi rồi, GTD thăng này. Xin chào anh em GTD thăng nhá. Ui, ui rồi ôi anh em ơi, lại ra một con Berserker chứ. Photon lơ theo lơ. Không, không, nhất định không. Không mua. Không mua đâu anh em ạ. Không mua nhá, Eco mà. Không, 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 không. Lừa lại, lừa lại. Không anh em nhá. Eco mà, Eco mà. Thôi, bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua. Không. Nhất định là không mua. Chưa phải lúc mua. Bây giờ mua vứt hai con 2 sao vào Eco à? Không, 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 không. Ui. Lui rồi anh em ơi, thế này không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi. Thế này thì không ổn rồi. Thế này thì không ổn rồi anh em ơi, thế là phải đánh chuỗi thắng à. Nhưng mà đồ này có đánh được không? Ai trời. Vấn đề là đồ anh em hiểu không? Thực ra đồ này cũng đánh được mà. Búa xét thì sao nhỉ? Búa xét. Búa xét đang đánh đỏ à? Trận này đánh đỏ à? Trận này đánh đỏ ấy, nó bị một cái là nó không có con máy bay anh em ạ. Chơi đỏ ấy, chơi 6 đỏ là phải có máy bay. Chúng ta kẹp lùn vào thì nó mới có giá trị. Chứ còn kẹp lùn ấy mà kẹp bằng súng thì tôi không thấy ăn thua. Đấy, với cả một cái trận này là trận này có người pick Saman rồi. Đấy, có người pick Saman rồi nên là Saman nó đẩy rất khét, tôi sợ đỏ không không trụ rồi. Đánh đỏ ấy mà yêu cầu là nếu mà giả sử như không có máy bay nhá. Đấy thì tôi sợ là với một con súng thì phải đánh ở level 10 mới đủ. Trên này thiếu nhiều lắm. Ở cái bộ đỏ đây rồi, đây rồi, đây rồi, Eco rồi. Trận này ấy, chúng ta thiếu cái con Light Spirit. Anh em ạ, chính vì thế là nếu mà chơi đỏ chỉ chơi gót đỏ thôi. Chứ còn nếu mà chơi chơi đỏ mà ghép bố set đấy anh em, thì tức là đánh theo kiểu đỏ kẹp lùn, chơi bằng Berserker làm co, xong rồi chuyển dần sang là con Lancer ấy, thì bị một cái là thiếu đam. Trận này không có máy bay là một, thứ hai là không có Light Spirit. Ô anh, cái bộ đấy nó hơi thiếu đam anh em ạ. Bộ đấy thì vẫn ngon nha anh em nhá, nhưng mà nó phải có cái con Light Spirit và có con máy bay thì chúng ta mới chơi. Nên là trận này từ từ để xem nên là chơi cái gì cho nó không sợ Saman. Trận này có người chơi Saman, thấy pick Saman vào trong cái bảng chờ rồi, nên là tôi nghĩ là sẽ phải chơi những cái lineup mà counter vào Saman ấy. Anh em ạ. Đấy. À, trận này nếu mà chúng ta chơi một cái lineup không sợ Saman thì cái đấy nó là đương nhiên rồi, nhưng mà để xem là còn không sợ cái gì nữa. Đấy, có những cái lineup khác trong cái quá trình mà thi đấu thì có thể là tôi sẽ phải lướt qua một chút nữa. Trận này cứ biết là ra được cái con Fortuner Teller 2 sao. Và tôi đang hướng tới là rất có thể là nó sẽ là cái bộ meta bây giờ. Đấy chính là lineup trộm chó Sasori nhá. Nhưng mà từ từ đã, Saman thì trộm chó có sợ không? Sasori thực ra cũng không sợ Saman đâu. Cái bộ đấy chỉ cần đủ đồ tăng thôi thì nó không sợ Saman. Bởi vì bản thân cái con Dutlet ấy, nó là một cái bộ Warlock di động. Đấy. Nhưng mà phải ra, vấn đề phải ra Dutlet. Hunter or hunted, you're yours.
Anh em, theo anh em thì có lên up cái con Fortuner này lên 2 sao không nhỉ anh em? Nhận thấy là không có ai bây giờ là phá chuỗi cả. Đấy. Nhưng mà bây giờ có up cái con này lên 2 sao không? Up cái con Fortuner này lên 2 sao thì chúng ta sẽ có thêm cái khoảng thời gian tăng cơ phía trên. Lúc đấy chúng ta có thời gian để cho Berserker đấm. Giết được một con không? Giết được một con thôi. Chỉ cần giết được một con thôi. Cố lên. Đúng rồi. Hay. GTD thăng có vẻ như là đang có ý định ở chơi Metal Elite ấy. Đúng không? Có vẻ như là sẽ làm Metal Elite. Ui dồi anh em ơi. Nhìn sướng thật đấy. Đùa. Cái điều tuyệt vời nhất đấy anh em ạ. Điều tuyệt vời nhất chính là có hai con Eco giai đoạn đầu game và tôi có hai con. Và bây giờ tôi Eco chuối cộng 4 ấy. Nhưng mà anh em thấy là chuỗi thua cộng 4. Mà cái lượng máu của tôi bây giờ nó đang là top 2. Ôi giời. Sướng là chơi Eco là thích thật đấy. Đùa. Ây à, đẩy nhiều thế. Bỏ vào đẩy nhiều hơn này. Thậm chí là bây giờ ấy, anh em, theo anh em tôi có lên up cái con Fortuner theo lên 2 sao vứt thêm bài vào không nhở? Vẫn 94 máu. Ôi giời. Cứ cắn màu kiểu như này đi thôi xong. Chuyện này Eco như không anh em ạ. Chơi Eco mà như là coi như là chơi chuỗi thắng luôn. Thế rồi tôi quyết định là vứt bài vào. Ok. Các bạn ơi, các bạn sang đây. Vứt bài vào đấm luôn cho ba con đứng trên làm tăng cơ cho Berserker đứng dưới quẩy. Tôi nghĩ là cái lượng máu này tôi sẽ giữ được rất tốt đấy. Đến round 15 có khi là vớ vẩn vẫn còn khoảng 70 máu anh em. Dã man. Ok, ok. Thằng này có vẻ ghê này. Thằng này có con Doom. Thằng này đã có con Doom rồi này. Ây da. Càng đấy. Có Doom à? Có Doom mới chơi gót hơi sợ ấy nhỉ. Có Doom sớm à? Mà chơi cái gì? Vấn đề là tôi cũng chưa biết tôi chơi gì luôn anh em ạ. Rồi đép quái cái đã. Như này sẽ là 3 Warrior. Kẹp thêm cái con Evil Clay này tôi nghĩ là sẽ đép được đó. Hay chơi Clay nhỉ? Cần máu phát ra nào. Mắc máu luôn. Dã man. Ui giời ơi, vẫn còn 93 máu anh em ạ. Cái điều tuyệt vời nhất đó chính là gì? Chúng ta Eco, chúng ta có hai con Eco và chúng ta cắn được 7 máu. Đó là điều tuyệt vời thứ hai. Quá dã man. Ui triệu ma pháp anh em ạ. Chết rồi, thế bắn trưởng à? Ok, đừng tông quái nhá, đừng tông quái nhá. Chắc là ăn được rồi. Chắc là ăn được rồi. Ui rồi ôi, không phải rồi. Ui lại ra ác mộng luôn này. Thế thì thôi, từ từ. Bỏ đi mà làm người. Trời ơi, lúc đầu anh em biết tôi định chơi gì không? Lúc đầu là tôi định chơi là gì? Insectoid đấy anh em. Nhưng mà tự nhiên là ra con ác mộng với một đống cái đồ bắn trưởng này thì tôi nghĩ là tôi sẽ chuyển sang chơi God Warlock. God Warlock được. God Warlock là cũng sẽ không sợ Shaman đâu. Trận này là sẽ có rất nhiều người chơi Shaman. Bởi vì làm sao? Nhìn cái bộ truyền thuyết của con mèo. Đấy. Có con mèo là sẽ người ta sẽ chơi Shaman đấy. Thực ra là chỉ cần mèo cũng chả cần Squire đâu. Không cần Squire. Nó chỉ cần một mèo thôi là người ta sẽ chơi Shaman.
Khỏe quá, đẩy tá máu luôn. Đấm không chết được con nào. Và bây giờ một cái câu hỏi đặt ra là chúng ta chơi gót đỏ hay chúng ta chơi gót Warlock đây. Gót Warlock đây. Cái bộ gót đỏ kết hợp với ác mộng ấy không yếu đâu nha anh em nhá. Không hề yếu đâu, thậm chí là nó cũng mạnh đấy. Nhưng cái vấn đề là làm thế nào, lúc nào thì chọn gót đỏ, lúc nào thì chọn gót Warlock. Trong đa phần, đa số những cái trường hợp thì gót Warlock nó mạnh hơn khi mà kết hợp với cả con ác mộng. Đánh ở level 9 nó đủ 6 Warlock kết hợp với 4 gót rồi. Đấy, còn nếu mà chơi gót đỏ thì phải đánh ở level 10 mới đủ. Đánh ở level 9 thì chỉ có là 2 gót thôi. Vậy thì nó mạnh hơn cái chỗ nào? Trong một cái vài trường hợp thì phải chọn gót đỏ thay vì là gót Warlock. Đấy, cái trường hợp cụ thể thì tôi lấy ví dụ như là gặp Assassin. Gặp Assassin hay gặp Beat. Đấy là những cái trường hợp mà chơi gót đỏ vẫn ngon hơn. Đấy, chơi gót đỏ vẫn ngon hơn gót Warlock. Gót Warlock rất sợ Beat và rất sợ Assassin. Cả cung nữa, cung thì 9 cung thì có vẻ như là bây giờ hơi đuối. Nhưng mà ngày trước ấy là nếu mà chơi gót Warlock mà gặp 9 Hunter là cũng rất là sợ nhá. Bây giờ 9 Hunter phèn quá, 9 Hunter là không focus vào những cái con mà chỉ định mà nó focus vào những con yếu máu. Nên là vẫn còn thời gian để cho con ác mộng nó có tỏa trưởng ra để nó có thể hồi máu được, nó hấp thụ máu kịp. Đấy, ngày xưa thì cái bộ Hunter nó bắn thẳng vào những cái con đầu ấy, những cái con đứng trên ấy. Đấy, chứ nó không bắn vào những con yếu máu từ xa. Thế nên là cái con ác mộng nó cứ đứng ở cái vị trí mà co là dí được thì vẫn có thể chết như bình thường. Đỏ này, đỏ ra khá là nhiều nhá. Trận này tôi thấy là không có Assassin thì khả năng tôi sẽ không chơi đỏ đâu. Nhưng mà nếu mà lấy đép quái hay sao? Lấy đép quái được không? Lấy đép quái đi. Tí nữa mà 4 đỏ thì chúng ta sẽ cho vào đép quái. Thay vì là chơi Greater đép quái thì tôi có thể là chơi 2 Glacier kẹp 4 đỏ. Ok. Ơ, có Sin à? Ui, có Assassin. Thế từ từ nhá. Có Assassin. 9 Assassin fake. Không để ý là có một thằng Assassin đấy. Thế thì khả năng là chúng ta cũng có thể chuyển về đỏ cũng được. Chuyển về đỏ cũng được. Từ từ đã. Assassin fake là nó đã lên được cái hình của nó rồi. Form được trước ra 15 Assassin này là cực kỳ là xanh đấy nhá. Như này đẹp được không? Tôi nghĩ là như này đẹp được rồi. Chúng ta sẽ lên dần lên 8 và lên 9. Trong trường hợp mà ra con heo ấy thì tôi sẽ chơi gót đỏ. Còn nếu mà không ra heo thì tôi sẽ chuyển sang chơi Warlock nha anh em nhá. Ok. Rồi. Đồ này là ngon rồi đấy. Anh em biết là tại sao tôi chuyển sang cái bộ này không? Tôi nhìn đồ đấy. Đồ nó, cái bộ này nó ngon rồi nên là tôi không chuyển nữa. Đấy, còn nếu mà đồ mà thiên về đánh tay thì tôi sẽ chơi Insectoid ở trong trận đấu này. Để chống những cái nhà mà chơi Assassin hay chơi Shaman, chúng ta có thể chơi Insectoid. Insectoid meta này đánh cũng rất là ok nha anh em nhé. Ngoài cái bộ trộm chó ra thì cái bộ Insectoid đánh cũng rất là ok. Insectoid nó cũng không sợ trộm chó đâu. Insectoid nó toàn 4 đô thôi. Nhưng mà đen lắm thì mới bị trộm. Mà ví dụ như anh em chơi, anh em có một dàn toàn 4 đô thì nếu mà anh em không bị bắt cái con cò ấy, là con cáo ấy, thì anh em thoải mái luôn. Mà con cáo trên Insectoid nó dễ lên 3 sao. Đây rồi. God này.
Cho vào luôn. Như này đi. Được thêm 2 gót nữa. Chút đồ luôn nhỉ. Bây giờ con ác mộng mà nó lên 2 sao thì có khi là tôi cho vào luôn đấy. Ui vãi. Thấy to đấy. Round 16 Thunder 2 sao ạ. Chưa tính mấy cái con ở đằng sau toàn 2 sao kia. Ui dồi ôi, đẩy nhiều thế. Ây da, 13 máu. Cậu cứ đợi đấy. Chưa đâu, vẫn còn 65 máu, thoải mái đấy bạn ơi. Chốt đồ luôn này. Rồi. Yên tâm anh em ơi, còn nhiều máu lắm. Còn 70 máu này. Chuối cộng 11 nhưng mà đang đứng top 4. Quá ổn luôn anh em ạ. Quá ổn. Tôi là tôi cứ lên 9 luôn anh em ạ. Cứ lên 9 luôn thôi. Với cái lượng máu như này thì cứ thoải mái xả láng đến round 20 luôn. Eco round 20 luôn được. Trừ khi là bây giờ lại tự nhiên lại khỏe lên lại ăn được cái thằng này. Vớ vẩn lại ăn ấy như. Tôi chưa muốn ăn đâu nhưng mà rất có thể là nó sẽ ăn đấy. Tôi chưa muốn ăn, tôi chỉ muốn giết một vài con thôi. Chưa muốn ăn đâu bạn ơi. Ok 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 ok. Rồi ui quá tuyệt vời luôn. Thế thôi. Giết một hai con là được rồi. 8 máu. Được. Nhân vật chính ấy rồi. Được. Hay quá nhờ. Thôi thế được rồi đấy. Tầm này cứ yên tâm luôn. Thích thì eco luôn thì round 25 lên 10 luôn. Thôi chơi như thế nó lại tham quá anh em. Ui Mr. D to thế nhờ. Saman à. Biết ngay. Ây dày. Thế thì lại vô tư rồi bạn ơi. Tất nhiên là nó cũng đang có một cái con Doom thì cũng hơi sợ. Nhưng mà nói chung ấy là con này mà lên 3 sao mới sợ thôi. Con 2 sao cũng không sợ lắm đâu. Tí nữa tôi roll ra mấy con 4 đô với cả 5 đô thì sợ gì. Toàn 4 đô 5 đô sợ gì đâu. God Warlock này sợ Doom thì sợ thật đấy. Nhưng mà ấy, con Doom ấy nó phải dồn đồ. Chứ còn Doom là kiểu Doom kẹp vào cho vui ấy, không có nghĩa là nó có thể Doom được chúng cái con này. Và tất nhiên là nó sẽ không Doom chúng được vào con ác mộng. Tôi nói luôn cho anh em là nó không bao giờ nó Doom chúng vào con ác mộng lần đầu tiên cả. Nó phải Doom ưu tiên vào những cái con 5 đô. Ưu tiên vào những cái con 4 đô. Con này có 3 đô mà. Đấy cái việc mà cái con này nó rất là ít tiền. Nó không sợ Doom lắm. Không sợ đâu. Thằng này cũng chơi Sama này. Ui sắp đi rồi kìa. Trông nhìn nó vẻ giống như là sắp đi vậy. Ok. Khỏe phết. Đội hình chấp vá mới lên có 2 sao đấy. Con ác mộng lên 2 sao khỏe thật đấy. Con này bây giờ là tướng lỗi đây anh em ạ. Mới cách đây khoảng 1-2 tuần thôi thì cái con tướng lỗi nó là cái con Fallen Witcher. Đấy, sau đó là đến cái tuần trước thì là cái con Dutlet. Con Dutlet là tướng lỗi và bây giờ cái con tướng lỗi của cái thời điểm hiện tại nó chính là con ác mộng. Con này lỗi vãi đái luôn anh em ạ. Con này nó đâu có sợ Doom điếc đâu. Nhiều anh em bảo counter bằng Doom.
Tôi ra mấy cái clip hôm trước ấy, có anh em bảo tại sao mà gặp God ác mộng mà không chuẩn bị Doom. Chuẩn bị thì cũng thế thôi bạn, nó đâu có dễ đâu. Còn nếu mà anh em chuẩn bị một cái con Doom ấy để anh em đánh với một con ác mộng ấy mà đánh được ấy, thì là anh em vẫn đang đánh ở cái mức rank thấp. Đấy, tôi nói thẳng với anh em thế luôn. Cái việc counter ác mộng bằng Doom ấy, thực sự là nó chỉ là lý thuyết thôi. Chứ còn nếu mà đây, bây giờ trận này tôi cho anh em xem, xem là liệu rằng có thể counter lủi con này không. Nếu mà bây giờ mà không lên 3 sao sao? Đấy, không lên 3 sao sao, tôi dí thẳng lên 10 sao. Được không? Tự nhiên ra quả trứng. Thế thôi, từ từ đã. Để này, để nếu mà giả sử nhưng mà nếu mà có thua ấy, thì vẫn còn có máu mà cắn lên anh em nhá. Cứ bình tĩnh, không có cái gì mà phải vội. Mà cái trận này ấy, tôi nghĩ lại rồi, tôi vừa mới có một chút suy nghĩ. Và tôi nhấn mạnh lại một lần nữa là cái bộ này nó không sợ ở Doom. Mà nếu mà kiểu như anh em nói là nếu mà chơi 2 sao ấy không sợ Doom thì nói làm gì, con này lên 3 sao mới sợ ấy. Cứ chơi là tôi lên 3 sao luôn. Tôi nghĩ mãi xong rồi cuối cùng thì tôi lại chốt là thôi, tôi nghĩ lại rồi anh em nhá. Tôi lên cái con này 3 sao cho anh em xem, để cho anh em thấy là cái con này nó không sợ Doom. Anh em ạ, nó sợ quá hay Doom. Cái con Doom ấy nó phải Doom trước khi con này tung trưởng cơ. Mà cái điều đấy nó không bao giờ xảy ra. Đấy, tôi nói luôn là cái điều đấy nó sẽ không bao giờ xảy ra nha anh em nhá. Đây rồi, đủ bộ nhá. Đấy, 6 block. Ơ, thiếu con. Thiếu một con à. Thiếu một con, thiếu một con. Đây rồi, hay quá. Rồi, đủ bộ. Ok. Rồi, đủ bộ God Long nha. Ui, gặp Assassin luôn này, đen đấy. Nhưng mà không sao, Assassin này chưa to. Assassin này chưa to, mà sắp đi rồi, Assassin sắp đi rồi. Assassin này sắp đi rồi. Ui, cáo à, cáo cũng ghê đấy. Cáo tròn cũng đau đấy, trợt cũng đau đấy. Ui giời, cái bộ này bây giờ lỗi lắm anh em ạ. Bộ này nhá, nếu mà ngày trước anh em thấy cái bộ Witcher ấy, nó khỏe, nó lỗi thế nào ấy, thì bây giờ cái bộ này nó lỗi như thế ấy. Anh em ạ, anh em tin tôi, bộ này là cái bộ lỗi nhất bây giờ đấy. Anh em spam bộ này thì ối xồi luôn. Vẫn chưa ra Grand Herald cay nhờ. Bây giờ vẫn đang chơi hai God đấy anh em ạ. Chưa ra Grand Herald. Con ác mộng này nó vào phát nó tung trưởng luôn. Con Doom làm gì kịp Doom. Đấy anh em thấy chưa? Mà anh em thấy con Doom và Doom với con gì không? Đó, để anh em biết là cái con Doom ấy nó không phải là cái con mà đáng sợ đâu trong cái bộ này đâu anh em. Con ác mộng nó tung trưởng rất nhanh. Đấy, anh em thấy chưa? Rồi, từ từ tôi phải kiếm con Grand Herald đây. Mãi chưa ra Grand Herald là sao nhở? Cay nhở. Ui, đúng thật luôn, 3 sao đây rồi. 3 sao đây rồi anh em ơi. Ok. Cay nhờ, roll ra con wizard ở trong bảng chứ. Không roll ra được Grand Herald luôn. Tí kẹp cá vào rồi. Ui, cái gì đây? Rất thai, round 24. Ui ôi, mẹ ơi, thế thôi, thua. Lại còn Doom trùng nữa chứ. Ok, ok bạn ơi. Cái này là thua là không phải do con Doom đâu anh em ạ. Thua ấy là do con rớt chết tiệt này. Vãi đái. Đẩy 22 máu luôn. Rớt 2 ạ, rớt 2 full đồ. Không phải là Saman biến thành đâu, mà là một con rớt thật đấy. 26 lên 10 có con rớt 2, anh em tin được không? Chưa lên 26 mà đấy là round 24. Tôi gặp cái thằng Mr. D ở round 24 và nó lên được level 10 là có con rất hay anh em ạ. Điêu thật sự. Không thể tin nổi luôn. Chơi bài như thế. Thề. Khó nhỉ. Rất hay.
Nhưng mà không sao, anh em cứ bình tĩnh. Đối thủ trận này cũng nhẹ nhàng thôi, không lặng kỳ lắm nên là cứ bình tĩnh, vẫn chơi được. Yên tâm. Cái quả vừa rồi là mất 22 máu, tôi vẫn còn 47 máu. Anh em nhá, cứ bình tĩnh, không có vấn đề cả, lên 10 kẹp cá. Nhưng mà tất nhiên là trước khi lên 10 thì tôi sẽ phải roll con ác mộng 3. Trước khi lên 10 tôi roll con ác mộng 3 đã, nha anh em nhá. Đấy. Bây giờ tôi đã có Grand Herald nên là bây giờ chúng ta sẽ có là gì? Có là 4 gót. Vãi cả to ạ. Đánh cũng khôn đấy. Khôn như là kẹp thêm con Doom vào để thịt tôi đấy. Ok. Không, nhưng mà đấy nó ai cũng biết làm cái điều đấy. Bây giờ có biết là làm nào để mà counter cái thằng mà cầm Doom kẹp vào để counter ác mộng không như này? Thì đây nó mới là cái tôi biết nó từ cái giai đoạn này thì là hơi sớm rồi. Cái ý đồ của bạn như thế là hơi sớm. Đấy, chứ bình thường tôi là tôi giả vờ ngu ngơ. Tôi giả vờ không biết kẹp Doom cơ. Đấy, cái tầm mà round 26 mà kẹp Doom vào để counter ấy thì là bạn lộ bài rồi. Bạn lộ bài thì bạn còn lâu bạn mới counter tôi. Nói cho nhanh. Chấp cả ác mộng lên 3 luôn. Ok, lại một thằng lượt kẹp Doom. Kẹp Doom thầy kẹp là Doom 3 là cái ấy. Là Doom này là Doom, không phải là Doom ấy. Doom này chỉ là con Doom hóa thành thôi. GTD thăng tưởng là cũng kẹp Doom vào. Bình tĩnh. Đấy, tất nhiên là vẫn thua. Ok, nhưng mà từ từ bình tĩnh. Chưa. Đó chỉ là một con Doom 3 biến thành từ Saman. 32 máu được chưa nhỉ? Thôi roll này. Roll nhá. Hay lên 10. Ui mẹ ơi, nhìn trông nó cứ bỏ bài ra bỏ bài vào, sợ thật sự luôn ấy. Thề. Biểu diễn à? Có đang live stream không nhỉ? Thôi bán mấy con này đi. Ok, còn một con nữa. Một con nữa thôi. Một con nữa thôi. Ui giời ơi, con này à? Thôi được rồi, thay con này. Ok. Không thèm lên 10 cặp cá luôn. Anh em bảo tôi liều á? Không anh em ơi, tôi không liều đâu anh em ạ. Tôi biết cái bài này nó không sợ Doom rồi, tôi roll nó lên 3 sao ấy. Lên 3 sao là không sợ Doom nữa. Đấy, anh em cứ tin tôi, lên 3 sao là không sợ Doom. Nhiều khi anh em cứ bảo là cái con này lên 3 sao ấy, nó sợ Doom. Không anh em ơi, nó chỉ cần tung trưởng được trước con Doom thôi. Nó đủ cái lượng máu ấy để mà nó không bị chết sau khi con Doom chết. Đấy, từ từ bình tĩnh. Đây rồi, quá tuyệt vời luôn. Rồi, ok. Đấy, bây giờ mày sang lên mày Doom hộ thao cái. Đây, 3 sao này, Doom đi. Doom vào. Tất nhiên là nó vẫn sẽ Doom được chúng. Nhưng mà chết hay không là cái chuyện khác anh em ạ. Cái đấy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là nó để lộ bài hơi sớm. Đấy. Lộ từ cái lúc mà round 27, 24 đã coi như là kẹp Doom vào để đấm tôi rồi. Thì anh em biết là tôi lúc đấy tôi biết được cái nó định làm gì. Thì trời ơi, sao lại lộ bài nhanh thế? Sao lại không rình cái lúc mà coi như là đối thủ không để ý nhỉ? Xong dồn đồ cho Doom với cả RO vào nhỉ? Chứ còn để tôi chuẩn bị trước đến từng đấy round. Này, riêng cái round 24 nhá, đến round 25 đúng không? 25 sau một cái round quái. Đấy, nó đã khác rồi. Sau round 25 là đến round 30, nó lại là một cái lần khác nữa. Trời ơi, anh em biết là tôi là bây giờ tôi đang làm cái gì không? Chắc là anh em chưa biết đâu. Nhưng mà rồi anh em sẽ biết. Anh em cứ bình tĩnh. Đấy rồi. Cứ bình tĩnh. Không có gì mà phải ngán cả. Vô tư bạn ơi. Mà bây giờ tôi vẫn chưa để lộ cho anh em biết đâu. Cái này là tôi phải làm plot twist cuối game. Nó mới coi như là hấp dẫn. Mà plot twist với anh em thì nó là đương nhiên. Nhưng mà plot twist với cái thằng đối thủ ấy, cái thằng Bitter D à. Để xem mà nó kẹp Doom vào thế nào nhá anh em nhá. Đấy, tất nhiên là nó sẽ không bán lên con Doom ấy đâu. Anh em cứ đừng có mơ nó bán cái con Doom đi. Để nó cho tôi như là lên được top 1. Sau đó thì cái clip này được up lên. Không có chuyện đấy. Đấy, Doom lên được 2 nhá. Không có chuyện đấy đâu. Anh em ơi, khô máu lắm. Đây là một cái kiểu gì nhỉ? Một cái trận đấu mà
ai thắng thì người đấy được lên clip đấy. Không biết Victor D có lên clip không, nhưng mà đấy, ai thắng thì người đấy sẽ lên clip nhá. Ok rồi, bây giờ coi như là chờ Victor D sang là đến là đón nó mà đấy, đến là đón thôi, đến là đón thôi. Ok. Để xem là làm sao, làm sao bây giờ như nào. Bây giờ Doom lên 2 sao đúng không? Đấy là em phới này. Đấy, ác mộng của tôi bây giờ là nó cái việc nó lên 3 nó thể hiện cái gì? Là đấy, em đây hãy chiếm lấy em đi. Đấy, anh hãy đến đây chiếm lấy em đi. Ui rồi ôi. Chiếm nổi không? Nào xem nào, sang đây xem có chiếm nổi không nào. Sắp rồi đấy, sắp sang rồi đấy. Một là bay màu, hai là coi như là chiến thắng nha anh em nhá. Đấy, anh em thử xem là liệu rằng là nó có Doom được vài con ác mộng hay không. Doom ác mộng nó là một chuyện, thứ hai là gì? Là liệu rằng ác mộng sau khi cái lần Doom đấy thì liệu rằng có sống không? Đấy, lại một câu chuyện khác. Thực ra anh em ạ, cái con ác mộng ấy, nó chết hay sống ấy, bây giờ tôi không quan tâm. Lấy BKB nhá. Cái con đấy bây giờ nó không phải là nhân vật chính đâu anh em. Anh em đang dồn quá nhiều cái sự chú ý cho cái con ác mộng. À, tôi xin chia sẻ với anh em là bây giờ ấy, cái con chính của tôi ấy, nó là con Velom cơ. Đấy, từ bây giờ nhá, đến những cái round sau tôi sẽ lấy đồ cho Velom, tôi không lấy đồ cho ác mộng nữa. Ok. Rồi. Ác mộng nó chỉ là một thôi. Ở đây là cái màn song kiếm hợp bích anh em ạ, cho với Doom thoải mái luôn. Doom vào cái con ác mộng thì Doom được, nhưng mà Doom được vào con Velom không? Velom Doom thì có cái nghĩa lý gì không? Doom hộ cái. Velom vào phát tung trưởng luôn anh em yên tâm. Velom này là Velom chiến thần rồi. Vào phát tung trưởng luôn mà, không kịp Doom đâu. Mà kể cả có Doom thì Doom sau khi tung trưởng thì nói làm gì? Đây rồi bạn ơi. Làm sao? Đấy Doom đi. Doom đi. Mày nào này. Ui giời ơi, đẩy nhiều máu luôn. Rồi. Đấy, GTD thăng nó phải coi như là gãy cành. Rồi bây giờ chỉ còn nó Mr. D thôi. Mr. D làm gì làm nhá. Coi bộ là cũng là không biết là làm gì. Đấy, bây giờ làm gì? Bây giờ kẹp Doom vào là hết cửa chưa? Hết cửa chưa? Hết cửa rồi chứ còn gì nữa anh em. Làm gì còn cái cửa nào nữa? Rớt thì cũng lên 2 rồi, full đồ rồi. Đấy. Có cả chống hồi máu để đánh với cả Warlock rồi. Gậy như ý chống hồi máu đánh với Warlock là hết cửa rồi. Tức là nó là mắc binh để counter nhá anh em nhá. Nó không có counter đâu. Dã man, tôi đã nói rồi, các anh em cứ bảo Doom, Doom, Doom cái gì? Doom ai? Doom ai? Doom? Doom ai? Doom? Kệ thôi. Doom đi. Ôi giời ơi. Bây giờ ấy, Saman nó biến thành cái con Doom 3 nữa. Tôi thử xem là anh em xem thế nào. Mà nói chung là bây giờ anh em biết là cái con cò của tôi là con nào không? Anh em nhìn thấy cái con cò của tôi chưa? Ôi giời ơi, nhìn kìa. Sao nào bạn ơi. Đấy Doom đi, Doom đi, Doom đi. Bây giờ Doom cái kiểu gì mà tung trưởng trước được. Nếu mà ấy, muốn Doom ấy thì chắc là phải là dồn toàn bộ đồ cho Doom. Chứ còn bây giờ dồn toàn bộ đồ cho rớt ấy, không có cái cửa nào đâu. Mà dồn toàn bộ đồ cho Doom thế. Chắc chưa, bạn chắc chưa? Bạn có chắc không? Dồn toàn bộ đồ cho Doom không có đam. Không có đam. Trời ơi, đánh bằng Saman gì? Nhiều anh em bảo là đam là đánh bằng Saman đi. Ôi lùi xuống á. Lùi xuống làm gì đâu. Lùi xuống càng tung trưởng chậm hơn. Đấy, dồn toàn bộ đồ cho Doom rồi đấy. Dồn toàn bộ đồ cho Doom. Sống sót được qua một lượt trưởng thì may ra nhá. À, Doom có sống nổi không? Có quan trọng là Doom có sống nổi không? Không dễ thế đâu anh em. Ác mộng lên 3 này. Ui, ác mộng bị hack rồi. Ác mộng bị hack rồi. Ui rồi, áp mộng bị hack rồi kia. Vẫn tung được trường. Ui, hack thì hack thôi bạn ơi. Hack thì hack thôi. Ui trời trời trời. Trời 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 trời. Trời 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 trời. Ôi giời. Mr. D đang rất là bất lực. Mặc dù đã có những cái lời cổ vũ đến từ vị trí của Tuấn Cơm rồi đấy. Nhưng mà
Làm gì có cái cửa nào đâu. Bây giờ xếp cái đội hình gì? Trời ạ. Dã man. Cái tầm này bây giờ ấy, một con Doom không ăn thua. Kiếm thêm 10 con Doom cho vào. 10 con nữa thì may ra mới ăn thua bạn ơi. À, ui rồi bán rớt cho hai Doom. Ok, sợ quá. Sợ quá. Dồn đồ cho hai Doom. Mà thực ra nó là ba Doom. Chơi ba Doom luôn nhá. Kết hợp với cả con mèo 5 đô nữa là nó kiếm được ra ba con Doom 2 sao đấy. Rồi, ba con Doom thế nào? Ăn thua không nào? Trời. Làm gì đấy bạn ơi? Làm gì đấy bạn ơi? Úi trời, nhiều Doom quá. Úi trời. Úi, mất nhiều máu hơn. đi luôn. Úi, không, chưa đi. 24 màu thôi. Đấy, cái này là trả lại cái quả của lẫy nhá. Trả lại cái quả giữa game ấy, cậu kẹp Doom vào cậu đấm tớ. Ba con chưa đủ đâu bạn ơi. Ôi trời. Phải thêm lửa vào. Mà làm gì có thêm được lửa đâu. 6 Saman kẹp với cả 2 Wizard thì nó đã là 7 con rồi. Ôi trời ơi, thêm một con tăng mana nữa là con thứ 8 và 2 con Doom nữa là hết slot rồi anh em ạ. Bây giờ bán hết đi chơi Doom. thêm Doom nữa vào. Thêm thì vẫn thế thôi. Bây giờ đã ba con Doom còn không làm được gì thì anh em nghĩ làm sao đây? Ba con Doom không làm được gì của tôi. Dã man chưa? Thế tôi mới nói bây giờ cái con ác mộng này thực ra bộ này nó bán lắm anh em ạ. Chấp cả Doom luôn, có làm được cái gì đâu. Ba con Doom nữa nhá anh em nhá. Tí nữa kiếm thêm con Doom 3 sao do Saman nó biến thành đi. Đấy, nhưng mà bạn ơi. đây cơ mà. Hello. Dã man. Bây giờ tôi luôn về lòm 3 sao cho bạn Doom thoải mái luôn. Tôi đổi co rồi anh em ạ. Tôi chuyển co từ cái lúc mà tôi thấy nó như là có cái ý tưởng là kẹp Doom vào rồi. Thế nên là anh em yên tâm, tôi đã nói rồi, nếu mà chơi đừng để lộ sớm thế. Đây anh em thấy nó lộ từ cái lúc mà round 24 nhá. Round 24 gặp tôi round 24 mà kẹp Doom vào nó counter thì rõ ràng là cái việc là bây giờ là khó mà có thể counter được. Đấy, riêng mà gặp Tuấn Cơm mà để lộ ra cái ý đồ thì thôi xác. Úi, cái gì đấy bạn? Để lên đứng ở trước mặt á, để chết nhanh hơn à? Ôi giời ơi bạn ơi. Doom rồi trúng ác mộng à? Được. Đấy, Doom trúng rồi này. Làm sao? Làm sao bạn ơi? Làm sao? Chắc là cũng đang vui lắm đấy. Nhưng bạn ơi, từ từ bình tĩnh. Vẫn còn Velo mà. Đây. Ui giời ơi, vẫn còn Velo đấy cơ mà. Giật mình chưa? Ú hòa chưa? Ui giời. Không được đâu, không dễ thế đâu. Tôi nói rồi. Cố lên, gần được rồi. Nhưng mà gần được đấy tôi nghĩ là đó chỉ là một cái lời động viên thôi chứ anh em. Cố lên Mr. D ơi. Đấy, trời. Thôi xong rồi anh em ạ. Dã man. Mr. D chắc là tối nay khó ngủ. Đi đâu thấy ác mộng em mà xem. Những cái giấc mơ của Mr. D là sẽ gặp khá là nhiều ác mộng đấy. Tôi nghĩ là như thế. Nói chung là đau cuối rồi anh em ạ. Làm sao? Đu đi. Đúng trúng rồi đấy. Đúng trúng rồi làm sao? Ok bạn ơi. Nhưng mà sao nhiều này? Đúng trúng ác mộng rồi à? Thích thế nhỉ? Nhưng mà... Nhìn lại đi, bất ngờ chưa, rồi làm sao, xong chưa, ui, đẩy nhiều luôn anh em ạ, dã man, đó anh em thấy chưa, đấy nên anh em đừng có bảo là counter bằng Doom, tầm này là một Doom mắc binh rồi nhá, đấy, nhưng mà Doom ấy chỉ counter vào ai đấy thôi, chứ còn counter tôi nó không phải là cái điều đơn giản đâu, đấy, nhất là Mr. D nhá, đấy anh em thấy Mr. D đấy, trời là cũng là pro player đấy chứ. Nhưng mà nói chung ấy là không counter được anh em nhá. Rồi qua video clip này thì chắc là anh em cũng đã tìm thấy cái niềm vui mới trong việc leo rank. Tôi nghĩ là như vậy. Rất bá đạo với line up này.
Anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái, một lần nữa trải nghiệm với con ác mộng bất tử anh em nhá, cực kỳ hay và hấp dẫn. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi hồi sinh bộ Witcher quay trở lại nó mạnh mẽ như nào trong cái meta mới. Counter meta cũng khá là ok. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.